Đây xin mời bà con của bác uống ly cà phê với bà mẹ con ha. Con đường này hiện tại 30 đang đứng là 474 Nguyễn Tri Phương. Hồi xưa ở đây có tiệm bán phở nè, à, phở 48, phở 480 này cũng ngon lắm nha bà con. Cây Nguyễn Tri Phương này hồi xưa nó có cái mã đá. Bên kia toàn là chạy lính không. Rồi ở đó là chợ cá Trần Quốc Toản. Giờ để ba mấy cậu chạy ngang qua coi cái gì ta, cái chùa Việt Nam Quốc Tử mà không. Sáng nay lúc 6 giờ là mới làm lễ vật đản đó, mà ba mấy cậu không có ra được. Bên tay trái này là cư xá Trần Quốc Toản đó bà con. Hồi xưa đó là khu gia binh. À không phải, khu gia binh Nguyễn Trung Trực, cư xá Nguyễn Trung Trực. Thì tại vì ở đây là nằm có cái trại quân cụ rất là lớn đó, là trại Nguyễn Trung Trực cho bà con. À, trại Nguyễn Trung Trực lớn lắm, nằm tại đây đây, cho nên có cái khu gia binh đó. Mình mới đi ngang qua cái tiểu đoàn năm quân cảnh. À, tiểu đoàn năm quân cảnh là ở đây. À, lực lượng tổng trừ bị á. Rồi ở đây là nhà thương Nhi Đồng nè. Dừa cho nó qua đi. Xe này Huy Hiếu hả? 9393 này chắc giống trên Bình Phước Đồng Xoài quá. Bây giờ nó biến tấu ra, nó không đi xe lớn nữa bà con. Cấm xe lớn vào thì giờ chuyển sang đi xe 16 chỗ. Đây, hồi xưa cái cổng trại Nguyễn Trung Trực ở đây nè bà con. Và đây là đường Sư Văn Hạnh. Bên tay trái này xưa là trại lính nè, trại này là trại Trần Trung Hiếu. Ủa? Trần Trung Trực chứ. Ủa? Ồ, quên rồi, quên cái tại thì tên gì rồi. Trần Trung Thành. Chắc vậy quá. Hình như là Thành á. À, đông ghê không bà con. Ngay ngã tư này mới kẹt xe. Ở đây có một cái chùa gọi là chùa Việt Nam Quốc Tử. Trước năm 1975 nơi đây là viện Quá Đạo. Nằm ngay ngã tư luôn. Kế bên sát bên trại lính. Rồi một bên đó thì sát với bên Ủy ban Liên Hiệp bốn bên. À, là ở giữa có ngôi chùa. Ngôi chùa này có được là nhờ ông ba mẹ còn nhớ đi coi, hình như là vào cái thời mà ông tướng Khánh đó bà con, tướng Nguyễn Khánh đó. Đó bà con bác xem đại lễ Phật đản đó, cái lễ đài Phật đản đó bà con. Thường đó, làm lễ ở đây thì sẽ được phát nước với phát đồ ăn buổi sáng.
Rồi sau chính thức cái ngày hôm nay là bắt đầu ngày mai là bắt đầu là các thầy bắt đầu bước vào mùa an cư kiết hạ. Là tức có nghĩa là không có đi nữa đó bà con. Họ tập trung ở trong chùa, hạn chế bước chân ra khỏi cổng chùa. Trừ khi là có công việc Phật sự gì lớn lắm á, bắt đầu mấy thầy mới đi. Trong 3 tháng hạ an cư kiết hạ là ở trong chùa thôi để tu. Trời, nhắc cái không đi này mới nhớ. Xin thưa bà con cô bác, cái sự kiện mà thầy Thích Minh Tuệ đó bà con, nó rộn ràng, nó rình rang, các giới YouTuber hay nhau và giật view, câu view, riết bắt đầu giờ từ từ cái chuyển qua làm tin tức hết trơn. Ba mày rồi nói thật với bà con cô bác đó, sắp tới đây là ba mày rồi chắc thấy là các anh em YouTuber bắt đầu đang chuyển một cái làn sóng là đi làm tin tức cho mà coi. Tại làm tin tức nó có view nhiều, chứ còn mà làm đường phố với ba mày rồi ba cọc ba đồng này hoài chán quá. Sắp tới đây là YouTuber bắt đầu từ từ chuyển hướng sang tin tức nha bà con. Lồng ghép vô tin tức để có để giữ view. Với cái sự kiện ông thầy Thích Minh Tuệ này, cái ông làm cho các giới YouTuber Sài Gòn bị sập view quá trời. Rồi con đường này đường bán hai nè, hồi xưa là đường Trần Quốc Toản. Mà cũng hay lắm bà con. Ba mấy người nghe nói là bây giờ là thầy Minh Tuệ này là bắt đầu là chuyển hướng đi vào rừng rồi bà con. Thôi từ giả chốn thị phi náo nhiệt. Ba mấy người nói thật á, ba mấy người không có muốn theo dõi cái này nữa để cho các YouTuber nó bớt lại. Nhưng mà tự nhiên cái Facebook nó cứ hiện lên hoài quá, cái Facebook đó bà con, nó cứ hiện hoài. Ngày hôm qua tự nhiên nó hiện lên cho ba mấy người coi một cái cảnh mà coi như là tự nhiên có một cái bà gì đó cũng lớn tuổi rồi quỳ lại sụp lại cái ông thầy Minh Tuệ nè, sụp lại rồi khóc lóc như cha chết rồi mẹ gì đó, trời ơi chết cha. Mình nói nhiều khi không biết là cha chết mẹ chết thì có khóc như vậy không, khóc mà khóc rũ rượi, khóc mà khóc như mưa, như một đứa con nít mà nó khóc. Trời ơi, ta nói ông thầy ông ngồi mà ông sụn chân luôn á, không hiểu nổi làm cái gì mà nó làm ba mươi rồi thấy riết làm quá luôn bà con. Ba mươi rồi thấy mấy cảnh nó riết làm quá, cho nên ba mươi rồi thấy ông thầy này ông chọn cái giải pháp ông đi vô rừng, ông lội qua suối là rất là hay, gạt đùi mấy YouTuber này để trả lại. Đó, tay kìa, tay ngồi trong tay quay phim kìa. Hôm nay ba mày gò nói như cũng hơi bị đụng chạm nhiều quá. Về lát nữa phải ngồi lọc phim nữa, chán ghê. Thôi không nói nữa. À, con đường này là đường Lý Chính Thắng. Đường Lý Chính Thắng này hồi xưa đó là đường Yên Đỗ. Con đường Yên Đỗ với Nguyễn Thông năm xưa nè.
đường Trần Quốc Thảo này hồi xưa đó là đường Trương Minh Giảng. Ở đây khu này là khu nổi tiếng lắm nè bà con, khu T78, nhà khách T78. Hồi xưa ở đây có cái chè Yên Đỗ đây nè bà con. Ở đây đó ta gọi là bến tắm ngựa. Vậy là mình đã chạy lên tới Lý Chính Thắng quận 3 rồi. Đó, ở đây nè, ngay góc ôm cua này nè bà con, hồi xưa đây là bến tắm ngựa. Ở đây có cư xá Lý Chính Thắng, chắc là đó, đây là cư xá Yên Đỗ. Có cái đình nè, đình Xuân Hòa ở đây. Đây cái hẻm này là vô cái xóm gì nè bà con, xóm Lách đây, chắc hẻm này hẻm xóm Lách. Ở đây là ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Lý Chính Thắng. Đây hồi xưa là đường Công Lý với lại đường Yên Đỗ. Quẹo trái là mình đi về chùa Vĩnh Nghiêm. Quẹo không ta? Quẹo trái đi về chùa Vĩnh Nghiêm thì có phở Dậu, phở Bà Dậu. Bây giờ mời bà con và bác cùng với ba mẹ cậu đi khám phá cái vùng đất Tân Định nha. Con đường này đường Quỳnh Tịnh Của nè. Phải này vô sớm Hầm Sỏi, đường Nguyễn Văn Mai. Bên tay trái này có cái trường học, trường này là trường Nguyễn Thái Sơn, số 12 Quỳnh Tịnh Của. Nhớ đây có cái bệnh viện nè. Bệnh viện ở đây dẹp rồi. Không, đây nè. Ủa, văn phòng đăng ký đất đai, ủy bảo lãnh đúng nhiệm mới gì, bệnh viện dẹp rồi. Giờ thành cái văn phòng đất đai rồi. Con đường này đường Trần Quốc Toản. Con đường Trần Quốc Toản này thì hồi xưa nó tên là đường Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây có cái trường Đồ Chiểu nè bà con.
bên tay trái là trường Nguyễn Thị Diệu. Trước mặt bà con bác là bệnh viện quận nhất đó bà con. Bệnh viện quận nhất đó là hồi đó nó là chẩn viện y viện quận nhất. Bấm đò ngậm ngân bên đây bánh mì Như Lan. Ở đây có một cái nhà sách nè bà con. Đây bà con bác xem ha, nhà sách Tân Định Pha Ha Sa. Xin thưa bà con bác, hồi xưa nhà sách này đó là nhà rạp hát Kinh Thành. À, đây là rạp Kinh Thành đó bà con. Khu Tân Định này là cho bán nhà, cho thuê cũng nhiều lắm nha bà con. Khu Tân Định này cũng bị ảnh hưởng bởi cái con dịch vật á. Đây đường Trần Quang Khải. Đường này đường Bà Lê Chân. Đồng hồ Hải Triều với mắt kính Hải Triều này cũng thấy quảng cáo dữ lắm. Trên thế giới chỉ có một cái đồng hồ mà như là không có cái hãng đại lý phân phối nào có được đó bà con. Đó là đồng hồ Rolex đó bà con. Ba mẹ cậu chưa thấy cái hãng nào phân phối đó. Hàng Rolex đã tự nó phân phối đó luôn. Còn ngoài ra T-shirt, Longines đều có nhà phân phối đó. Nó bán đủ thứ. Còn bà con bác mà mua Rolex là chỉ có Rolex thôi. Con đường này đó là đường Trần Văn Thạch. Bên đây là Thạch Thị Thanh nè bà con. Thạch Thị Thanh này đó là Lý Trần Quán. Bên tay phải ba mẹ cậu đây là rạp Bồ Đẹt nè. Hồi xưa đó là rạp Kinh Đô. Hồi xưa rạp Kinh Thành nó tên tiếng Anh nó là cái gì bà con có bác biết không bà con? À,
ở đây có nhiều tiệm vàng nè. Đây là chợ Tân Định nha bà con. Chợ Tân Định quận nhất, hay mình gọi là chợ Tân Định Hai Bà Trưng quận nhất cũng được. Tại nó nằm mặt ngoài đường Hai Bà Trưng. Đây là khung cảnh, đây là khung cảnh của chợ. Cua xay. Đây bán trái cây. Trái cây đây là bán 24/24 luôn nha bà con. Mình ra lại đường Hai Bà Trưng. Cái khúc trước mặt bà con má bên kia đó là khúc Văn Vải. Cửa hàng vải chợ Tân Định là phía bên đây nè bà con. Và phía bên kia là tiệm bán vàng. Đó, chia ra thành khu nữa. Rồi quần áo. Bên đây là nhà thờ Tân Định nè, có xe du lịch rồi bà con, họ chở khách xuống để tham quan. Nhà thờ này cũng là một trong những điểm tham quan, nhưng mà bây giờ không có cho vô bên trong đâu nha bà con, đi vòng vòng bên ngoài thôi. Đây là ngã tư đường Hai Bà Trưng với đường Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu này hồi xưa đó là đường Hiền Vương nha bạn ạ. Đây công viên Lê Văn Tám. Hồi bữa mới tổ chức cái lễ hội bánh mì đây nè bà con. Nhưng mà ở bên trong thì rộng thiệt. Nhưng mà xin thưa bà con, bác tổ chức lễ hội đây nó có một cái điều bất tiện, rất là bất tiện luôn, đó là không có chỗ gửi xe. Ở trong thì rộng, nhưng mà ở ngoài thì chỗ xe lại không có, nó dở vô đó. Cho nên khi mà tới thì xe đậu quá trời rồi, lúc đó ba mẹ còn tưởng là bên trong nó đen nghẹt này nọ, rồi nó kẹt đường, kẹt xá, nhưng mà không phải. Ở ngoài chạy loạn sờ ngầu, nhưng mà bên trong thì nó lại vắng.
nếu mà nói về mà để tổ chức lễ hội á, ba mày còn thấy cái Sài Gòn này chỉ có một cái công viên mà có thể đáp ứng được thôi, đó là công viên Tàu Đàn nha bà con. Bởi vì cái lễ hội bánh mì mà đưa về công viên Tàu Đàn thì chắc nó không có bị nghẽn mà bị kẹt đâu. Đây, bên tay trái này là đường Nguyễn Văn Thủ. Ở đó là đường Tự Đức đó bà con. Còn bên đây là đại sứ quán của Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc. Trước năm 75 đó là đại sứ quán Đài Loan. Còn bên đây là nhà khách người có công nè. À. Ba mẹ gò đố bà con bác biết được nhà khách người có công này á, ở số 168 Hai Bà Trưng trước năm 75 nó là cái gì? Đó, câu này câu vậy với nhiều người khó trả lời lắm à. Ba mày còn mà không đố thôi chứ ba mày còn đố là hóc búa lắm á. Đường Nguyễn Đình Chiểu hồi xưa là Phan Đình Phùng. Ở đó đây là Novotel ha. Ở đó đây cũng là khách sạn nè. Ồ, Sở Công Thương ở đây. Rồi con đường này đường Trần Cao Vân. Giờ mình qua hồ con rùa. Trời ơi, lẩu bò xâm ngọc linh nữa kìa. Trời ơi, ba mấy cậu đang phở xâm ngọc linh và lẩu bò xâm ngọc linh. Ba mấy cậu đang có ấn tượng là như là xâm ngọc linh này là đang tiến vào Sài Gòn đó bà con. À, ghê thiệt. Bên đây hồi xưa là Viện Học Sài Gòn này. Đây là hồ con rùa, bà con có bác còn nhớ con rùa ở đây không? Chúng ta đang đi trên con đường Phạm Ngọc Thạch. Con đường này hồi đó là đường Duy Tân. Bên kia là số 4 Duy Tân đó. Nơi đó là trụ sở của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đó.
Travel Loca. Bên đây là công viên 30 tháng 4 nè bà con. Trước mặt bà con cô bác hồi xưa đó là sở ngoại vụ á. Không biết các cô chú anh chị và các bạn nào còn nhớ được là nơi đây một thời tập trung đông người lắm. Tập trung dưới cái sở ngoại vụ đó bà con. Cứ ngắm chờ, ngồi ngoài ngắm chờ coi mình có tên chưa. Rồi, trước mặt bà con bác đó là Dinh Độc Lập. Kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm sau là 50 năm. Và xin thưa bà con bác, trên cái con đường này là diễn ra một cái sự kiện rất là lớn. Đó là diễu binh. À, trồng cây lại. Còn bên tay phải 30 gọi đây là Pháp Đình Sài Gòn nè, mà mình thường hay gọi đó là tòa án. Còn bên tay trái này thì đó là Viện Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân. Viện Kiểm sát Nhân dân và tòa án này là hai cái nơi này rất là quan trọng nha bà con. Hai cái nơi này là phải gắn liền với nhau nha bà con. Một bên giữ quyền công, một bên gọi là buộc tội đi, mình gọi cho nó những cái danh từ cho nó gọi dễ hiểu. Một bên là buộc tội và giám sát, và một bên là tuyên án nha, có tội hay không có tội. Hai cái này là liên quan với nhau, mật thiết với nhau lắm. Ba mày gọi đôi lúc cũng muốn kể cho bà con, khi phép chia sẻ với bà con cô bác về những thế nào là Viện Kiểm sát Nhân dân, thế nào là Tòa án Nhân dân, nhưng mà liên quan đến mấy cái vấn đề này không nói bừa được, biết nói thì phải nói cho chúng, chứ không có thể mà nói kiểu mà lấp lửng, nói lấp lửng thì nó phiền toái cho mình lắm. Chứ đôi lúc nhiều khi ba mẹ còn nói thật, chứ ba mẹ còn cũng muốn chia sẻ cho bà con bác về cái hệ thống hành chính của Việt Nam nè, nhưng mà ba mẹ còn cũng không dám nữa. Từ ở trên cơ quan, từ tổng bí thư xuống chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, rồi thủ tướng chính phủ, rồi phân cấp như thế nào, rồi ai lớn hơn ai, rồi các cấp ban ngành đoàn thể như thế nào, rồi hệ thống như thế nào, nhiều khi ba mẹ còn cũng muốn chia sẻ lắm, nhưng mà thật sự không dám, tại vì liên quan mấy đến mấy cái này là nói chúng á thì mình nói, mà nói chật là không được,
à, không có kiểu lấp lửng mà trúng trúng sai sai, không có kiểu được, không có, nó không có giống như cái kiểu kể chuyện nha bà con. À, liên quan đến mấy cái vấn đề này là không có cái kiểu mà đem ra để đùa giỡn giỡn, nó trúng nó chật ở đây. À, chính vì lẽ đó cho nên ba mẹ còn nhiều lúc ba mẹ còn cũng muốn chia sẻ thêm những cái kiến thức mình biết mà không dám nói. À, nói thì phải nói cho trúng. À, còn mà nếu mà nói không trúng thì thôi tốt nhất đừng nói. Con đường này là đường Nguyễn An Ninh. Cái này có bún mọc rồi. À, hôm nay là ngày rằm tháng 4 à, mình đang chay cho nên ba mẹ cô sẽ chạy về nhà luôn. À, cũng may là sáng vợ ba mẹ cô lót cho ba mẹ cô gói xôi sầu riêng rồi. Rồi thôi, chắc ba mẹ cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.